Phong tê thấp bà rằng là bài thuốc gia truyền có nguồn gốc từ Thanh Hóa. Năm 2010, được Bộ Y tế cấp số đăng ký là thuốc chữa bệnh. Năm 2015, thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu bảo hiểm y tế. Năm 2023, sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP WHO, tiêu chuẩn thực hành sản xuất thuốc tốt của Tổ chức Y tế Thế giới. Thuốc phong tê thấp bà rằng có tác dụng điều trị đau vai gáy, đau thần kinh tọa, đau do thoát vị đĩa đệm, đau nhức xương, sưng các khớp, mỏi và tê buồn chân tay. Phong tê thấp bà rằng đã được Bộ Y tế trao tặng giải thưởng ngôi sao thuốc Việt lần thứ nhất. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đờm, ho, khó thở là triệu chứng ở người mắc bệnh như hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính, bạo khí khang, giúp giảm đợt cấp biến chứng của hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Nghiên cứu lâm sàng kết luận bạo khí khang giúp 96,7% người dùng giảm đờm, ho, khó thở. Với thành phần chính là ná hoa trắng kết hợp với ngải nhật, lá cây hoa ban, rau tổ bay, đơn kim, ngũ sắc, vương bảo đã được nghiên cứu lâm sàng có tác dụng hỗ trợ giảm kích thước phì đại tiền liệt tuyến, từ đó giảm tiểu đêm, tiểu dắt, tiểu nhiều lần. Nhân dịp đạt giải thưởng chất lượng ASEAN 2023, vương bảo dành tặng 30 phần quà may mắn là một hộp vương bảo 20 viên cho 30 người gọi sớm nhất về tổng đài 1800 1258. Gọi ngay thôi. Sản phẩm này không phải là thuốc và không tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Khương Thảo Đan Gold công thức mới cải tiến vượt trội, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa hiệu quả. Quà Tết đặc biệt tích đủ 12 điểm tặng ngay đông trùng hạ thảo đại bổ trị giá 600.000 đồng. Mua Khương Thảo Đan Gold và nhận quà ngay. Ăn uống sinh hoạt thất thường dịp Tết dễ gây trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, hãy dùng ngay Bình Vị Thái Minh. Khảo sát cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả sản phẩm Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng số 1 Việt Nam. Trang Phong Linh Plus, giải pháp kết hợp đông tây y với 5 thành phần HTP Imugama và các thảo dược tự nhiên bạch chuột, bạch thược, hoàng bá, bạch phục linh đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm co thắt đại tràng, từ đó giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng như đau bụng, chướng bụng đi ngoài nhiều lần, hạn chế tình trạng tái phát. Trang Phong Linh Plus top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam, giải thưởng do Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á bình chọn, rất nhiều người đã sử dụng và cho hiệu quả tốt. Hôm nay xin dành tặng 30 hộp Trang Phong Linh Plus cho 30 khách hàng mới. Để được nhận quà và tư vấn, hãy gọi ngay tổng đài miễn cước 1800 1506. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.